Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Một thiếu nữ San Jose bị người vô gia cư tấn công tình dục khi đi bộ về. Một cô gái đang đi bộ từ trường về nhà ở San Jose thì bị một người đàn ông vô gia cư túm lấy, ép cô gái xuống dưới cầu vượt xa lộ 280 và tấn công tình dục. Các thám tử xác định nghi phạm là Julian Salvador Martinez, 50 tuổi và cảnh sát đang yêu cầu sự hỗ trợ của công chúng để tìm và bắt giữ nghi phạm. Theo Sở Cảnh sát San Jose, vụ tấn công xảy ra ngay tại khu vực đường số 11 phía Nam và I-280. Phó ngôn viên của Sở Cảnh sát San Jose Stacy Sear cho biết một nạn nhân nữ vị thành niên đang đi bộ từ trường về nhà theo hướng Bắc trên đường số 11 phía Nam, thì một người đàn ông đi xe đạp màu tối đến gần và kéo cô ấy xuống dưới cầu vượt đường cao tốc. Nghi phạm Nam đã tấn công tình dục nạn nhân và ngăn cản cô bỏ chạy. Sau khi nạn nhân chống cự lại nghi phạm, hắn ta đã bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe đạp. Martinez vẫn chưa bị bắt. Nghi phạm này cao 5 feet 11 inch, có mái tóc đen và bộ ria mép. Trong vụ việc ngày 9 tháng 4, người này đội một chiếc mũ bóng chày màu đen, có chữ màu vàng và mặc áo len màu đen. Bất kỳ ai có thông tin liên quan đến nơi ở của Martinez, vui lòng liên lạc với thám tử AD của đơn vị điều tra tấn công tình dục của Sở Cảnh sát San Jose qua email 4738 at gov hoặc gọi 408 277 4102, 408 277 4102. Orange County gia tăng xây nhà giá phải chăng nhưng vẫn thiếu. Orange County vừa gửi báo cáo cho tiểu bang về số lượng nhà ở giá cả phải chăng đã được xây dựng ở các thành phố trong quận hạt. Theo đó, trong khi một số thành phố xúc tiến mạnh mẽ thì cũng có vài thành phố khác lại đang gặp phải khó khăn. Tính đến nay thì Huntington Beach vẫn chưa xây dựng gì cả và Fullerton chỉ xây được một căn nhà. Mặt khác, các thành phố như là Irvine, Santa Ana và Anaheim, mỗi nơi đã cấp giấy phép cho xây hơn 2.200 nhà ở với giá cả phải chăng. Tờ Voice of OC đã xem xét các thông tin công khai của quận hạt chưa hợp nhất và 21 thành phố, trong đó có Santa Ana, Irvine, Anaheim, Newport Beach, Huntington Beach, Laguna Beach và Fullerton. Nhìn chung, chính quyền địa phương đã phê chuẩn gần 9.000 đơn vị nhà ở mới trong năm qua. Mặc dù chỉ hơn 9% trong số đó được dành cho những người có thu nhập dưới hoặc là rất thấp so với mức thu nhập trung vị của khu vực. Giám đốc điều hành Ủy ban Kennedy cho biết, các báo cáo trong 3 năm qua cho thấy số lượng nhà ở trên mức trung bình đã tăng mạnh và có nhiều sự tiến bộ trong việc xây dựng nhà giá rẻ. Một nhà tổ chức cộng đồng ở Ủy ban Kennedy cho biết rằng các thành phố như là La Palma, Villa Park, Mission Viejo, San Juan Capistrano và Orange County đã thay đổi một số số lượng nhà ở so với những năm trước. Tuần trước thành phố Anaheim cũng đã xem xét các chính sách mà họ nói rằng có thể thực hiện để thúc đẩy phát triển sản xuất nhà ở giá rẻ trong thành phố. Các thành phố khác ở quận Cam đã thực hiện các yêu cầu này như là Santa Ana, Huntington Beach, Irvine, Brea và Costa Mesa cũng đang tiến hành một sắc lệnh tương tự. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin cuối lấy cấp rồi lái xe gây tai nạn, thiếu niên thiệt mạng ở Long Beach. Một thiếu niên 15 tuổi qua đời sau khi lái một chiếc xe hơi được cho là đã lấy cấp, gây tai nạn làm chiếc xe bốc hỏa trên đường cao tốc Long Beach. Mới đây, lực lượng tuần tiểu cao tốc California cho biết nghi can chưa được tiết lộ danh tính, đang lái chiếc Kia 2020 trên hướng Bắc xa lộ 710 Freeway gần đường Anaheim Street thì cố gắng vượt qua một chiếc xe bán tải chở hàng Freightliner. Các nhà điều tra tin rằng nghi can đang cố gắng rẽ vào lối ra khỏi xa lộ, nhưng thay vào đó chiếc xe lại cắt ngang chiếc Freightliner, làm chiếc xe vận tải tông trúng bên phải chiếc Kia. Đoạn phim từ Key News Network cho thấy lực lượng ứng cứu lao tới kéo những người ngồi trong chiếc Kia đang phát hỏa. Giới chức cho biết nghi can bị thương nặng và được chở tới bệnh viện Harbor UCLA, sau đó được tuyên bố qua đời. Ba người đi cùng trong chiếc Kia, một cậu bé khác 14 tuổi và hai cô bé 13 và 15 tuổi bị thương nhẹ và đã được chở tới trung tâm y tế địa phương. Cảnh sát trưởng Long Beach Wally Beach cho biết vẫn chưa rõ liệu rượu hoặc ma túy có phải là nguyên nhân gây ra tai nạn hay không. Vụ đụng xe làm xa lộ 710 phải phong tỏa một phần trong vài giờ. Nếu công chúng có tin tức về vụ đụng xe, xin gọi cho lực lượng tuần tiểu cao tốc California theo số 424-551-4000 hoặc 323-259-3200.